Bà Lan à, cho tôi tách cà phê coi. Dạ, mời ông chủ dùng cà phê. Ô Thanh Châu đâu rồi bà? Dạ, thưa ông chủ, cô chủ cưỡi ngựa đi thăm đồn điền rồi. Bà Lan, ra xem có cái chuyện gì mà ôm sộm ngoài hả? Nguy rồi ông chủ ơi. Cái gì nguy? Cô chủ bị té ngựa rồi. Hả? Cô ta đâu? Nó có sao không? Dạ, dạ có một người lạ mặt đưa cô chủ về ạ. Coi coi nó có sao không? Dạ vào đi cô. À, con gái yêu quý của cha, con có sao không? Dạ không sao cha à. Con ngựa tự nhiên trở chứng à, tung con rớt xuống mặt đường. Mai nhờ ông này cứu kịp con đó. À bà Lan, sang nhà cậu Leo Quang cho cậu ấy hay là con gái của tôi vừa bị ngã ngựa nha. Vâng, tôi đi ngay. Con không có sao đâu, cha cho mời anh Quang sang đây làm gì vậy? Cha cũng muốn thằng Quang nó thường sang đây để gặp con. À quên, mời cậu ngồi. Cậu đã cứu con gái tôi à? Vâng. Tên gì, bao nhiêu tuổi? Tôi tên Long, 23 tuổi. Cậu có đôi mắt giống như là đôi mắt của bạn tôi. Một người bạn gái đã hơn 20 năm rồi tôi không gặp. Cậu đến đây làm gì? Dạ, tìm việc làm. Cha, thì cha nhận ảnh vào làm việc ở đồn điền mình đi cha. Tại sao con muốn cha nhận hắn? Dạ, vì đây là ân nhân đã cứu con thoát nạn. Nhưng nếu cha cho hắn một số tiền để đền ơn đáp nghĩa, đã cứu con và đưa đến nơi này, tôi sẽ không nhận số tiền của ông cho. Sao lạ vậy? Cậu chê tiền. Tiền đến với tôi phải bằng bao sức lực, chứ không thể vì một việc nhỏ lúc vừa rồi. Nhưng tôi trả công cậu cứu con gái tôi thoát nạn. Tôi đã nói là bổn phận của tôi thôi. Lời của Huy Long á, vô cùng khí khái, đã làm cho con kính trọng trong lòng. Con gái của cha thật là nhẹ dạ quá chừng, chưa chi mà con đã đặt trọn niềm tin. Con nghĩ đồng tiền đã làm đảo điên thiên hạ, mà anh Long không đón nhận cũng chẳng đoái hoài. Chưa thâm nhập thực tế, chưa đánh giá ra sao, hãy đợi thời gian tốt xấu sẽ trả lời. Cậu học lớp mấy? Dạ, sắp hết lớp 5, nhưng đành phải bỏ dở nữa chừng. Dạ vì nghèo ha. Dạ. Những người làm việc cho tôi chỉ cần học tới đó là đủ. Quan trọng nhất là cái đầu. Tôi chỉ cần cái đầu, cái đầu biết tính toán có lợi cho tôi là được. Có giấy tờ gì không? Dạ, giấy thế thân của tôi đây. Tôi sẽ nhận cậu làm bảo vệ cho tôi, được không? Dạ thưa ông chủ, có cậu Lê Quang đến. Vào đây cháu, vào đây. Dạ, dạ chào bác. Chào em thân yêu. Nghe tin em té ngựa, đau lắm không? Để anh đưa em đi điều trị nha. Cảm ơn anh Quang, em không có sao cả. Anh đi tỉnh về, có mua một số quà để biếu cho bác và em. Đây, em hãy nhận. Cảm ơn anh, cháu không dám nhận đồ của anh cho nữa đâu. À, để bác giới thiệu. Đây là Long, nhân viên bảo vệ mới của đồn điền bác đó. Hai sĩ à, hai sĩ. Dạ, dạ thưa ông chủ gọi con. Mày bảo canh bảo vệ này về nhà kho, chỉ công việc cho nó là. Mời cậu theo tôi. Những kiện hàng cao su của bác kỳ này cháu đã bán được hết rồi chứ? Dạ thưa bác, hàng của cháu thì bán rất chạy, còn của bác đưa ra người ta không đồng ý mua. Như vậy là ế hết rồi hả? Kiểu này chắc bác không còn vốn liếng. Hàng đưa lần nào cũng bị khách chê, bác còn biết phải làm sao? Dạ, lúc nãy ba cháu dặn cháu sang đây, mời bác và Thanh Châu sang nhà cháu chơi. Bác cũng muốn sang thăm anh ấy, hỏi gài luôn tiền bạc luôn về công việc làm ăn. Thanh Châu đi với cha. Cha đi với anh Quang đi, được rồi mà. À, con nên sửa soạn, đi cùng cha sang nhà bác Lê Hùng ngay bây giờ. Bảo vệ đâu? Dạ, thưa ông chủ gọi tôi. Anh bắt đầu nhận công việc. Tôi và con gái tôi đi thăm một người bạn. Dạ. Ở nhà có ai tìm tôi, anh hẹn trưa tôi trở về. Thôi, đi con. Nghĩ cũng lạ, hoàn cảnh tự nhiên đưa đẩy mình vào đây, tạo cho mình có công việc làm với chức vụ bảo vệ. Ôi, cũng được, miễn là mình có công ăn việc làm là quý rồi. À ha, mình phải viết thư về cho má và em mình hay, là mình đã có việc làm rồi mới được chứ. Má và em thương nhớ, con xin báo tin mừng cho má và em biết là con đã tìm được việc làm. Tìm được việc làm? Mình làm gì? Làm gì ở đây? Không lẽ mình báo tin về, mình nhận chức bảo vệ? Ôi, cái viết là có việc làm được rồi. Anh bảo vệ làm gì đó? Ủa,
Sao cô chủ về sớm vậy? Tôi không có thích đi chơi, anh cũng thắc mắc nữa là sao? Tôi khát nước quá nè, đi lấy nước cho tôi uống đi. Tôi biết nước ở đâu mà lấy. Nước ở trong bình chứ đâu, lại lấy rót lẹ đi. Dạ. Nè, uống đi. Anh đưa như vậy tôi không có thèm uống đâu. Trời đất ơi, tôi biết phải làm sao đây. Anh phải nói nhỏ nhẹ như vậy nè. Anh mời Thanh Châu uống nước, như vậy tôi mới uống chứ. Cái gì mà khó quá vậy trời. Dạ, mời Thanh Châu uống nước. Cái gì mà dạ mời? Anh phải nói như vậy nè. Anh mời Thanh Châu uống nước, lẹ đi. Tôi khát lắm rồi. Anh mời Thanh Châu uống nước. Ủa, sao anh chỉ rót một ly cho tôi uống hả? Tại vì tôi không khát. Không khát cũng uống với tôi cho vui. Nè, uống đi. Uống đi. Tôi không uống mà. Sao vậy? Anh kia dễ tôi phải không? Tôi mời là phải uống đó. Mời kiểu đó tôi không có uống. Chứ tôi biết phải làm sao cho anh mới chịu uống. Cô phải mời như vậy nè. Em mời anh Long uống nước. Nói nhanh đi, không tôi giận bây giờ á. Dạ, em mời anh Long uống nước. Cảm ơn cô. Nè, không có biết đâu. Sao không cầm lấy nước mà lại cầm lấy tay tôi vậy hả? Tôi vô ý quá. Cô đừng giận tôi nghe. Hồi nãy anh đang làm gì mà để tôi kêu lên dữ vậy? Tôi đang viết thư cho người yêu phải không? Tôi chưa có người yêu. Vậy chứ anh viết thư cho ai? Cho má và em tôi. Tôi không tin. Nè, cô có thể xem thư của tôi viết mà, sẽ hiểu lời tôi nói là thật hay giả. Cô xem đi. Thôi đi, ai tò mò như vậy. Nếu anh viết thư về thăm mẹ thăm em á thì rất tốt. Còn nếu như anh viết thư về thăm người yêu ở quê nhà cho thỏa nỗi lòng nhớ mong, không lẽ người tuổi tác như anh mà chưa có người yêu để tâm tình. Tôi lang thang suốt nghi ngày cơ cực, chưa phút giây nào ổn định, thì làm sao dám mơ cho tình ai chở nặng khoang thuyền. Không lẽ trên thế gian này người nghèo không mơ hạnh phúc mà. Cái hạnh phúc chân thành cần hai người nè chung tay xây đắp mà. Anh có đôi tay, có tim và khối óc thì cũng kìa. Hình như anh xúc động. Bộ những lời nói của tôi, tôi vô phước nên không đầy đủ tình thương. Còn cha tôi, từ khi mở mắt chào đời đến nay, tôi chưa một lần biết mặt. Chỉ nghe má tôi kể lại rằng cha tôi giàu có lắm, và cũng vì cái giàu có đó mà cả đời má tôi đành ốm hơn. Suốt đời với cái quan thai chẳng một ai hoài công đối tượng, đành âm thầm lìa quê hương xứ sở. Định quỷ diệt cuộc đời, chốn liếm nỗi sầu. Gia cảnh nghèo không nghe tiền chạy chữa thuốc thang.
người chết đi trong nỗi niềm cơ cực. Cuộc đời anh là cả giác ngày sau. Tôi muốn được cùng anh chia sẻ nỗi vui buồn. Bảo vệ ơi, mở cổng. Ý, có khách. Anh ra mở cổng cho anh ấy vào. Dạ, chào ông, mời ông vào. Chào em. Anh kia. Dạ. Nãy giờ nói chuyện gì với Thanh Châu vậy? Dạ, cô chủ hỏi thăm hoàn cảnh gia đình của tôi. Em à, bảo vệ bây giờ khó tin tưởng lắm. Anh vừa nhắc nhở bắt trai nên chọn người kỹ lưỡng, kẻo giao trứng cho ác. Anh sợ bảo vệ có ngày hả, nó ẩm hết đồ đạc của mình đó. Anh yên tâm đi, anh Long chưa phải là người xấu. Em à, nhưng mà bổn phận của anh là anh phải lo. Thôi, anh Long ra giường nghỉ mát đi, có cần gì tôi sẽ gọi. Dạ, chào cô chủ. Em à, sao khi nãy em bỏ về sớm vậy? Em không nán lại để nghe bác trai và ba anh nói chuyện. Anh Quang, em có việc phải về gấp. Chúng mình là đôi bạn với nhau, từ thuở cấp sách đến trường, hai nhà gần nhau, mình thường ra vào gặp mặt. Tình cảm cũng lần theo năm tháng nảy sinh. Thanh Châu, anh nói thật, anh yêu em, anh rất yêu em. Nhưng tình yêu là sự hòa nhịp của con tim, là tiếng lòng thổn thức gọi tên nhau. Nhớ nhau hoài, từ ánh mắt dành môi, dù xa cách bao nhiêu, mà lòng vẫn gần. Sao chúng mình xây mối tình trăm năm, còn lời nào đau đớn em hãy nói ra, dù là tiếng phũ phàng, tôi đã yêu em bằng cả tấm lòng từ cái tuổi học trò thơ ngây. Không lẽ tình yêu chưa nở rộ mà phải chôn vào đáy mộ? Anh Quang, mong anh hãy hiểu cho em. Thanh Châu, nhưng anh yêu em, anh thành thật yêu em mà Châu. Anh, hãy đến với anh, hãy đến với anh, cho anh hôn em một lần. Một lần thôi em à. Anh Quang. Dạ xin lỗi, ông đừng làm vậy. Anh muốn gì? Dạ tôi không muốn anh đối xử không tốt với cô chủ của tôi thôi. Đồ ngu ngốc, dám chọc giận tao hả? Được rồi, đây ta sẽ làm cho mày mất việc. Mày hãy đợi đấy. Thanh Châu, anh về nhé. Thanh Châu. Anh yên tâm, em sẽ bảo vệ anh, không ai làm gì được anh đâu. Kiếp đó, làm việc thì cực chứ không giận vậy đó, mà tới tháng lãnh lương rồi chầu giận với ăn xin nha. Phát lương đi, phát lương đi mau. Thằng cô hồn gì, quỷ sứ gì, làm gì la lối ông sự như vậy? Sao chuẩn bị lãnh lương nè, bác sĩ lãnh lương trước đi. Nè là tính cho nghe, lương của mày 17 đồng, trừ tiền ăn uống mày còn 4 đồng. Trời ơi, nhưng mà ông chủ biểu rồi, tao giữ lương mày lại, không có phát lương cho mày. Tại sao lương của tôi bị giữ lại kỳ vậy? Nói cho tôi biết coi. Mày nhậu nhẹt sách động tụi công nhân làm loạn đúng không mày? Vợ của tao không có tiền nuôi con, nó đói mấy bữa nay nè. Bây giờ tụi bay giữ lương tao lại, tao phải làm sao đây? Tụi bay đúng là đồ vô lương tâm, là cái đồ. Em ở đây tao là chủ. Rồi. Tao tính toán kiểu nào thì phải nghe theo kiểu đó. Dạ con lần hiểu. Lần sau mà tái phạm tao đập bể đầu. Nghe rõ chưa? Dạ rõ. Kìa, anh bác sĩ, anh có sao không? Long. Dạ. Mày đừng có đặt tình thương không đúng chỗ. Tụi bay còn chơi gì nữa? Lừa hết trong ai? Long à. Dạ. Mày đừng có bận tâm suy nghĩ chuyện vừa xảy ra. Tao vào trong lấy tiền, bảo tài xế chuẩn bị xe tao đi nhậu.
Dạ. Ông ơi, cho tôi hỏi thăm. Ủa? Ơ kìa anh Long. Tâm. Trời ơi, má và em lên thăm anh nè. Má, sao má biết con ở đây mà tìm vậy? Con đi cả mấy tháng nay, vừa rồi mới nhận được thư của con gửi về. Rồi cách đây có mấy ngày à, có thư của bạn con gửi đến cho má. Má biết địa chỉ này nè, nhắn má và em con lên đây để thăm con. Thôi xong xuôi hết rồi, nhậu là xong. Long à, xong chưa? Dạ. Ủa, mấy người là ai à? Dạ thưa ông chủ, cậu bé này định xin làm công nhân á. Nhưng mà đặt điều kiện phải không? Xin việc làm kiếm ăn mà còn đặt điều kiện. Dạ tôi thấy khó quá, dạ, cho nên nhận thằng này làm công nhân thì được rồi. Chứ còn cái bà già đó thì mau rời khỏi nơi đây, đừng làm bẩn mắt tôi. Tôi tới đây không phải để xin việc làm. Vậy chứ vào đây mày làm chi? Ăn cắp hay là ăn xin? Ông đừng hiểu lầm, tôi không xấu xa như vậy đâu. Cái mày muốn cái gì? Dạ xin ông chủ bận lòng mà chi ra quán rượu là hơn. Cậu hãy đi đi, đừng nên lắm chuyện. Đồn điền hôm nay không còn những công nhân. Tao không thích những thằng nghèo khổ vào đây, hạng như chúng mày có đáng gì đâu. Ông đừng khinh thị những người khổ cực, mày sẽ biết tài tạo. Hãy nên câm miệng, đừng làm cho ông chủ giận à. Thật là bực mình. Mình thì không muốn gây chuyện, mà hình như là nhiều người cứ thách thức mình hoài vậy là chịu sao nổi. Mày tống cổ cái bọn chúng đi đây. Dạ dạ. Đi, tao không muốn tiếp tụi nó đây. Dạ dạ dạ. Tao ra quán rượu à. Mình về má ơi. Má Tâm. Má à, xin má tha lỗi cho con. Vì hoàn cảnh khắc nghiệt nên con phải đối xử với má và em như vậy. Tôi biết, chỉ vì muốn lo cho má tuổi già, lo cho tôi có tiền ăn học, cho nên anh mới làm những việc mà không ai thèm làm hết. Xin cảm ơn anh à. Chẳng thà tôi đi giác mướn làm thuê, dẫu tâm thần kê kịch mà tâm hồn thanh thơi, không ai nói nặng, không người đẻ kinh. Má ơi, mình mau rời khỏi nơi này, nắng lại mà chi thêm tuổi thêm buồn. Tâm ơi, lòng anh vô cùng bấn loạn, anh đang gục đầu nghe lời quan trách của em. Đừng tưởng rằng tôi gian xin lòng thương hại, không, tôi không cần ai bố thí tôi đâu. Nghe má khuyên đừng cãi giá làm gì, khiến má thêm nát ruột tan lòng. Má ơi, con cũng biết lòng Mạnh Long thương má con mình vô hạn. Nhưng có cái nhục nào hơn khi mình đứng đây bị người ta sỉ giả, mà anh ấy vẫn thản nhiên không dám gọi mẹ gọi em những tiếng thân thương trìu mến mà ngày xưa anh thường gọi thiết tha trong những lúc đêm về. Phải đi ra tỉnh học. Muốn làm được việc này thì tiền ở đâu? Tiền ở đâu hả em? Anh không thể bán một con gà, một giá lúa cho em đầy đủ được Tâm mà. Lòng ơi, mà hiểu lòng con vô cùng cao quý. Con đã hy sinh quãng đời son trẻ cho em, con tròn mơ ước người. Má nhìn các giọt lệ nhiều sung sướng còn cười. Ôi chúa xót làm sao, cha mẹ sinh con mà không làm tròn bổn phận, tạo hình hài mà không tạo được công danh,
giờ đây một đứa khổ đau, một người chết lặng. Trời đang yên mà mẹ nghe như giông báo vậy trong lòng. Cha chết rồi con phải lãnh phần gánh nặng, dù có hy sinh cả cuộc đời con cũng thấy vui. Mẹ và em đừng bận tâm suy nghĩ, cứ xem chuyện qua rồi như gió thoảng mây bay. Trước khi về, mẹ cần biết người nào đã gửi thơ và tiền cho mẹ. Thưa bác, chính tôi đây. Hả? Cô chủ? Anh đừng ngại, tôi đã nghe rõ đầu đuôi câu chuyện. Anh Long, ngay từ buổi đầu tiên gặp gỡ, tôi đã thầm quý trọng lòng hiếu thảo của anh. Cho nên tôi đã xem giấy tờ anh, tìm địa chỉ để gửi thư và tiền biếu mẹ anh đó. Cô tốt bụng quá. Mẹ con tôi thành thật cảm ơn cô chủ. Nhưng trước khi về, xin cô chủ cho tôi hỏi thăm một điều. Ông chủ đồn điền này tên họ là chi vậy cô? Dạ, cha cháu là Nguyễn Đăng Minh. Hả? Nguyễn Đăng Minh? Kìa kìa. Bác. Mẹ, sao vậy mẹ? Không, mẹ không sao đâu. Thôi về con. Dạ chào cô chủ. Mẹ về nghe Long. Dạ, để con đưa má và em ra bến xe. Ôi tình yêu khi đã mang trong lòng, gặp chàng e ấp như làm duyên, sao không nói thành câu, để rồi đêm đêm nghe sầu thương tái tê trong lòng. Người ơi có hiểu cho không tình tôi tha thiết, tha thiết gọi tên người yêu, nói sao đây vì lỡ yêu rồi làm sao quên được anh ơi của cô. Anh ba sĩ, hôm nay có chuyện gì vui mà vừa đi vừa ca vậy? Dạ, tôi ca hát để diễn tả một tình yêu vừa hé nhụy. À, cái kiểu này là anh yêu ai rồi phải không? Tình yêu vẫn luôn luôn đến với mọi người, nó làm cho cỏ cây tươi tốt, hoa lá khoe màu. Tạo hóa sinh ra giống đực thì phải có giống cái, mà hãy có con gái là có con trai, cũng như cô dâu thì phải có cậu. Anh nói. Tôi chỉ ví dụ vậy thôi. Nè, thí dụ sao anh nói tên tôi? Vậy thôi, tôi không nói nữa. Thôi, đừng có vậy. Tôi xin lỗi mà, anh muốn nói gì nói đi. Muốn nghe lắm phải không? Trời ơi, nghe là bộ hoài. Nói thiệt với cô, tôi vừa liệt sơ. Để ý bà này, tình trong như đá mặt ngoài, còn e ai cũng im re. Nè, anh nói cái gì kỳ vậy? Ai mà trong như đá rồi rồi ngoài còn e? Rồi ai yêu ai hồi nào? Thật tình tôi không có hiểu đầu đuôi. Thôi cô ơi đừng làm bộ dấu hoài, không lẽ tôi nói tôi yêu sao? Vậy chứ nói ai? Ê, nói ai biết rồi còn làm bộ hỏi nữa. Trời ơi, đỏ mặt rồi kìa, đỏ mặt rồi kìa. Cái anh này chọc người ta hoài hả? Không phải chọc đâu, cái đó là ví dụ thôi mà. Ê, nãy giờ tôi hỏi thật nè, mà cô cũng nên thành thật trả lời nghe. Hôm rày cô có thấy cậu Long có cái gì lạ không? Tôi có để ý gì đâu. Tôi khuyên cô nên thành thật khai báo nghe, rồi tôi sẽ nói cho cô nghe cái chuyện này. Nói đi. Tôi thấy sao mà anh Long ảnh hiền chết quá. Là, à. Chết ngay cái chỗ hiền đó. mà cô nói cậu Long có hiền phải không? Mà có biết cái hiền của cậu chưa? Biết không? Ai mà nói kỳ vậy nè? Tại sao không nói? Ôi, xin lỗi, quên. Xin lỗi cô, nghe tôi nói hơi lớn tiếng. Tôi quên. Thấy người ta hiền á thì mình phải nói chứ. Chứ để trong bụng hoài mà ai biết cái hiền cái chỗ nào, phải không? Hơn nữa là cô là con ông chủ nè, cậu ấy là một công nhân. Được rồi, tôi sẽ có cách giúp cô. Bây giờ không, tôi sẽ đọc cho cô viết, và đích thân tôi sẽ ban đến đưa cho cậu ấy giùm cô, được không? Đây, nó nói là làm liền. Có giấy tờ sẵn đây, đó, viết đây, đó. Ngồi xuống đây viết đi, tôi đọc cho. Không ấy, anh viết giùm tôi. Tôi đâu có đi. Biết chữ đâu mà viết. Tôi chỉ biết đọc cho người khác viết không à. Rồi chứ, chuẩn bị nha. Chuẩn bị viết nha. Anh Long thương mến, yêu dấu lẫn kính trọng cùng
thân ái. À, gì kỳ vậy? Gì mà vô đề dài dữ vậy? Trời, viết đi đừng có hỏi. Mình phải vô đề như vậy đó. Người xem tao mới cảm động, tao mới dùng hết tim ốc ra người ta xem rồi tao thấy được tim ốc của mình. Đó vậy thôi à. Vậy hả? Được chưa? Xuống hàng thục vô ba thước. Ê quên, trời ơi, thục vô ba ô. Ờ. Ừ. Đó, canh kỹ chưa? Rồi, viết tiếp nha. Ừ. Em đã yêu rồi anh có hay, nhiều đêm không ngủ nên hơi gầy. Rồi tim lòng cao quá để xuống thấp chút. Tim lòng kêu gọi tên anh đó. Rồi. Em sợ gặp rồi em nói nhây. Viết xong chưa? Xong rồi nè. Anh coi lại coi đúng ý anh không? Trời ơi, cô đừng có khơi dậy cái niềm đau của người dốt chữ. Ta nói là tao không biết chữ, kêu đọc hoài. Kìa, cậu Long trở lại kìa. Cô đưa nó thơ đây. À? Để tôi trao cho cậu ấy giùm cho. Nhưng mà, thôi, kỳ lắm mà. Chuyện gì vậy anh bác sĩ? Không biết đâu, trả lại cho tôi đi. Trả lại. Ai lấy cái gì của cô đâu mà trả? Cái đó đó. Ai lấy cái đó đó của cô nào đó mà trả, nó bỏ hoài. Anh không trả lại cho tôi đi biết trả tôi cho cô. Gì vậy anh bác sĩ? Vui lắm cậu ơi. Bây giờ là 22 giờ. Cho cậu đó. Ai vậy? Anh đưa cho tôi xem coi. Thôi dẹp đi. Không phải người ta cha mẹ người ta nuôi lớn rồi ăn công không làm chuyện người ta bao đồng. Thôi, tôi biết giấy gì mà anh không đưa rồi. Giấy gì? Giấy gì? Hả? Giấy người ta đòi nợ uống rượu thiếu phải không? Tầm bậy. Thư tình yêu nè cha. Ôi, anh bác sĩ à. Anh làm gì mà cô chủ khóc vậy? Ăn tiền là cái chỗ khóc đó đó. Cậu biết không, ở đây có một người con gái thương một người con trai, mà người đó là anh phải không? Vậy làm sao cậu hiểu được? Vì đã từ lâu nay có một người mang nặng trong lòng. Ôi, anh bác sĩ ơi. Mới vừa rồi đây cổ đã chút nỗi niềm với tôi. Cổ đã để ý thương mến nè, một người mà cổ không có dám nói. Nhưng tôi biết rằng người con trai đó cũng thầm thương cô ta. Anh này hay ghê, chuyện của người ta mà anh biết thật rằng. Trời ơi, bỏ là biết rồi trời. Ai thầm yêu ai, sao không mai mối cho người ta đi. Sắp tới đây. Anh hai giận quá, để ý chuyện riêng của người khác à. Tôi ghét anh rồi, tôi giận anh lắm nè. Anh đừng có chọc tôi à nha. Ôi da, trời ơi, đau, trời ơi. Nhéo dữ vậy. Tôi xin trân trọng báo tin vui cho cậu đã biết. Là người con gái đó đã viết một lá thơ nhờ tôi đọc cho cậu nghe, để cậu hiểu được nỗi lòng đơn phương của họ. Xin mời cậu nghe đây. Chết cha rồi. Nãy đọc cái gì mà quên mẹ đó rồi. Thôi kệ, chơi cương luôn. Mời tất cả nghe nè. Em đứng ở đây có một mình, nhìn cao su chạy lá rụng rinh. Ơi hay quá à. Trời ơi. Cao nữa. Sao ngu quá, ngâm gì cho cao vậy trời. Trời cao minh chứng lời đoán thề, xây dựng cuộc tình Long với Châu. Bái mặt sáng lên. Anh bác sĩ làm thơ hay quá ta. Vậy, hai người sáp vô đi, còn e hẹ gì nữa chứ. E hẹ hoài à. Sáp vô đi để ông mai có một bữa tiệc nhậu cho đã coi. Thôi xin rút lui nghe. Giờ cái mặt của Châu đỏ đỏ là tôi biết mắc cỡ dữ lắm rồi. Nhường ở đây cho hai người tâm sự nha. Quý tình là tình yêu khí không mất qua. Quý tình là tình yêu lúc qua chứ không. Quý tình là tình yêu khí. Thì ra chính Thanh Châu đã viết thư tặng tiền và mời má tôi lên đây. Phải, chính tôi đã làm việc đó. Tôi muốn biết tại sao cô làm như vậy. Trời ơi, sao anh vô tình quá vậy? Tôi vô tình? Thanh Châu, cô nói tôi vô tình là sao? Tôi yêu anh đó, anh có biết không? Hả? Yêu tôi? Anh hãy nói thật lòng mình đi. Anh hãy nhìn sâu vào mắt em nè. Và hãy trả lời, anh có yêu em không? Anh cũng đã yêu em. Nhưng Châu ơi, anh sợ. Em không có sợ gì cả. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ, em đã tìm ở anh được những gì chất phác thật thà dễ mến. Đã làm cho em suy nghĩ suốt đêm trường. Nghe lòng lâng lâng
xong rồi phải không? Hiểu rõ lòng nhau rồi phải không? Vậy thì xin mời hai người hãy theo ông Mai ra vườn sau hái hoa bắt bướm. Anh ba kỳ quá hả? Chọc tôi hoài, tôi mé cha tôi cho coi. Thanh Châu, chờ anh với nè. Coi kìa, đòi mét cha mà quẹt con lông chạy theo. Thật đúng là tình yêu không phân đẳng cấp mà. Chờ tôi với. Ngồi xuống đi cháu. Bà Lan, cho cà phê đi. Bác Minh à, bác phải tính chuyện hôn nhân gấp đi chứ. Cháu không thể nào chờ lâu hơn được nữa. Cháu yên tâm đừng nóng vội. Bác đã hứa gả Thanh Châu cho cháu thì trước sau bác vẫn giữ lời mà. Cháu phải chờ đợi đến bao lâu nữa hả? Không lẽ bác bảo cháu phải đeo đuổi hoài một ảo ảnh hư vô, một cuộc tình trong tầm tay với, mà như xa cách muôn trùng, thuyền trôi hoài không có bên. Bác đã hiểu lòng cháu. Xin cho bác vài hôm thuyết phục Thanh Châu thuận ý. Nếu như nó ương ngạnh cứng đầu, bác sẽ dùng quyền uy áp chế. Thanh Châu gặp được cháu đây, đời của nó diễm khúc vô cùng. Cháu tức quá à. Bác Minh à, sao bác không cho Thanh Châu biết chuyện nợ nần bác thiếu cha giáo từ bấy lâu nay? À, bác muốn giấu Thanh Châu vì sợ nó phải lo buồn mà héo mòn tuổi xuân. Bác Minh à, bác nên nhớ sự nghiệp của bác hiện tại là do cháu quyết định. Cháu chỉ cần đối xử mạnh tay một chút là đồn điền của bác sẽ về tay người khác. Kìa, Thanh Châu về đến kìa. Thưa cha, con mới về. Chào anh Quang. Con gái yêu quý của cha, ngồi xuống đây cho cha nói chuyện. Cha long trọng báo cho con biết một tin mừng. Cha làm con hồi hộp quá à. Tin gì vậy cha? Anh Quang đã để ý thương con từ lâu. Bác lấy hồn cho người mai mối và cha đã bằng lòng. Cha đã bằng lòng gả con cho anh Quang. Đúng. Cha đã chọn cho con một nơi xứng đáng. Con sẽ có hạnh phúc. Cha ơi, đã không yêu nhau thì làm sao hạnh phúc? Và đồng tiền không thể nào thay đổi nhịp điệu của con tim khi đã không cùng. Sách đến trường thì làm sao gọi là chồng? Cha hãy cho con quyết định đời con, dù sau này cực khổ cũng cam. Nhưng cha đã bằng lòng rồi thì con phải dâng lời. Chẳng thà là con tự dâng, chứ con không thể nào làm vợ anh Quang. Đồng trên cành lá chờ cơn gió đông đưa hồn nhẹ cánh qua hồng. Xin hãy cho anh được ru em vào giấc ngủ say nồng. Xin hãy cho anh làm tấm thảm cỏ xanh tươi mát lót trên đường cho em êm bước chân đi. Đừng biến anh thành một kẻ tình si, đứng lặng bên đường nhìn em sánh vai cùng người khác. Đừng đốt trang nhật ký ghi hai đứa thuở còn đi học. Đừng để mùa xuân thiếu đàn chim én liền cùng trời. Cô xa gì cánh hoa hồng không ngạt ngào hương sắc, anh lại bận lòng chăm sóc ở vườn tiên. Hãy quên em đi chưa để lòng Châu, cha bắt buộc con không được cãi lời cha. Từ bấy lâu nay cha đã quá luôn chuyện. Ngày mai này mày phải làm lễ hôn phối, và hôn lễ sẽ cử hành trong tháng sau. Trời, thà là cha cứ giết con đi, còn
phải làm vợ anh Quang. Hay là Thanh Châu đã có người yêu, có đúng vậy không? Em nên thành thật có bài. Cha đang chờ nghe tiếng nói của con. Dạ thưa cha, con đã yêu một người. Con yêu ai? Con đã yêu anh Long. Thằng Long á? Cái thằng bảo vệ đó. Trời trời ơi là trời, con yêu cái thằng bảo vệ không thể được. Cha, con xin cha hãy thương em con thương mà. Em yêu à? Tưởng người yêu của em là ai? Té ra là cái thằng bảo vệ. Ôi, nè, nó có gì hơn được anh đâu hả? Mà em lại thương nó. Thanh Châu, con hãy nghe cha. Chọn một trong hai điều. Một là thằng Long phải rời khỏi đồn điền này vĩnh viễn. Hai là nó phải chết. Lê Quang, cháu cứ về chuẩn bị. Ngày mai hai đứa phải làm lễ hôn phối. Bác đã quyết định như vậy rồi. Vâng, dạ thưa bác, cháu về. Chào em thân yêu. Kể từ hôm nay cha cấm con không được gặp mặt thằng khốn nạn đó nữa. Bà Tô. Dạ. Gọi cái thằng Long về đây cho tao bảo. Dạ. Còn con lui về phòng ngay. Kể từ nay cha cấm con được ra khỏi nhà. Thôi, cô chủ hãy về phòng nghỉ đi, đừng làm ông chủ giận. Thật là nhục nhã. Con gái ông chủ mà lại yêu một cái thằng bảo vệ. Nếu Thanh Châu yêu thương cậu Long cũng là một điều tốt, sao ông chủ không bằng lòng? Nhưng tao không chấp nhận cái thằng rể nghèo. Dạ thưa ông chủ. Dạ tôi đi tìm khắp nơi mà không thấy mặt thằng Long đâu hết trơn á. Ủa vậy nó đi đâu cả? À thôi được rồi, mày lấy xe ngựa đi, đưa tao qua nhà anh Lê Hùng bàn chuyện gấp về đám cưới. Bà Lan, bà phải canh giữ con Thanh Châu nha, không cho nó ra khỏi nhà. Đi mày. Dạ. Thanh Châu ơi, em đâu rồi Thanh Châu? Kìa, cậu mới về đó hả? Cậu có hai chuyện gì chưa? Chuyện gì vậy bác sĩ? Nguy hiểm cho cậu rồi. Ông chủ sai thằng Ba Tô đi tìm kiếm cậu khắp nơi, bắt cho bằng được cậu về đây tức thì. Bắt tôi mà bắt chuyện gì? Hôm nay chủ nhật tôi đi chơi đàng hoàng, vừa rồi cũng tại nơi này ông chủ bắt buộc cô Châu phải chấp nhận thằng Lê Quang làm chồng. Cô ấy quyết lòng từ chối vì rằng cô đã có người yêu. Ông chủ mới nổi giận xung thiên, bảo tìm anh gấp để thanh toán anh liền. Cậu Quy Long, cậu về hồi nào? Cậu có hay chuyện gì chưa? Dạ cháu hay rồi. Thanh Châu đâu rồi? Cháu muốn gặp cô ấy được không? Bà cứ cho cô cậu ấy gặp nhau đi. Tôi ra ngoài canh chừng cho. Có gì tôi vào tôi báo cho. Để tôi mời cô chủ ra đây. Anh Long, em khổ quá. Dòng bão sắp đến rồi. Em nên bình tĩnh. Mọi việc rồi cũng qua thôi à. Cô cậu cứ ở đây nói chuyện nha. Tôi đi canh cửa sau cho. Anh Long, chúng mình yêu nhau nào có tội gì đâu mà giờ đây phải chịu khổ như vậy chứ. Có tội là tại anh nghèo mà lại dám yêu con gái công chủ đồn điền. Nghèo khổ đâu phải là cái tội. Để mình được cùng bên nhau trắng đêm tâm sự, ráng rào nghe gió đi vô đâu đây mùi hương núi rừng. Tình cảm và có những bàn tay cùng xây dựng hạnh phúc thiêng liêng về ngủ khắp buôn làng. Gió lai nhẹ cành tre vang tiếng hát rộn ràng, hay những cô gái xinh xinh dịu dàng gánh nước ánh mắt nụ cười chan chứa vạn tình rồi cơn mưa về tươi mát nỗi chờ mong cho đồng ruộng xanh tươi tạo bức tranh huyền thoại. Cây lúa đông đưa chờ người xưa trở lại khói bếp nhà ai chờ đợi bữa cơm chiều. Em sẽ đi bên anh cho tình yêu vượt bao thử thách. Bên mái tranh đơn sơ hoàng hôn
nào trong mắt. Người yêu ơi ta tuy chung trọn niềm, anh đã tặng cho em một tình yêu bất diệt, không có bao cưới xe hoa mà hạnh phúc tuyệt trần. Em sẽ là người vợ hiền dấu thảo, những sớm những chiều bên khung cửa đợi chờ anh, gác bỏ phấn son em không cần trang điểm mà vẫn đẹp vừa hiền mang dáng dấp thân thương. Em sẽ theo anh, rồi có một ngày mình quay về tạ tội trước cha em. Dì Lan ơi, dì Lan. Cô chủ gọi tôi. Tụi cháu quyết định trốn khỏi nơi đây một thời gian, rồi trở về tạ tội trước cha cháu. Dì sửa soạn giúp cháu đem theo một ít đồ dùng, nhanh lên đi, kéo cha cháu trở về. Cô chủ, tôi sợ. Dì đừng lo cho cháu, hãy giúp cháu, nhanh đi. Nhanh đi dì. Em à, xong chưa em? Xong rồi, chúng ta đi ngay. Cô cậu hãy đi ngã sau để tránh sự chú ý của mọi người. Dạ, chào dì. Cháu đi nghe dì. Bà Lan đâu? Báo cho Thanh Châu biết là tôi đã sắp xếp xong mọi việc rồi, nghe chưa? Nguy rồi ông chủ ơi, cô chủ đã xách đồ trốn khỏi phòng từ lúc nào rồi? Bà nói gì? Bà Lan, tôi bảo bà canh chừng Thanh Châu, sao bà lại để nó trốn đi? À, hai bà là kẻ chủ mưu phải không? Không ai chủ mưu cả. Hai người ấy trốn đi chỉ vì muốn bảo toàn hạnh phúc. Bà sĩ, mày biết gì mà xen vào công chuyện này? Tôi đã biết ông dùng quyền lực của người cha để cắt chia tình yêu ấy mấy đầu son trẻ. Châu và Long yêu nhau thì thật là xứng đôi giữa lứa, sao ông không đứng chủ hôn cho người ta nên vợ nên chồng. Mày im đi. Ông làm cha mà không biết thương con, lại muốn trói buộc lên cả tình yêu đôi trẻ. Cái mày phản bội. Tôi có chết cũng kéo lên hồi chung cảnh tỉnh, kêu gọi lương tâm mong trở lại với con người. À, tụi bay đâu? Xem ra nữa. Đem thằng bác sĩ ra ngoài kia đập 30 heo cho tao. Đi mày. Ê, nhiều chuyện quá. Sao mắt Minh, Thanh Châu trốn đi cùng với nhân tình rồi phải không? Bác không thể nào ngờ được chuyện xảy ra như thế này. Chết vậy ta. Thôi, không có chuyện gì mà bác phải hoang mang cả. Nè, đây là cơ hội tốt để chúng ta giết cái thằng khốn nạn đó. Cách nào? Cháu nói thử bác nghe. Nè, bác hãy nghe cháu. Hay lắm, bác sẽ thi hành. Chúc bác thành công. Sao vậy má? Không có sao đâu con à. Nay con có nhận được thư của anh hai con không? Trời ơi, má quên rồi làm sao? Mình mới đi thăm ảnh hồi hôm kia thì làm sao mà hôm nay có thư được hả má? Má quên đi. Có lẽ vì quá nhớ thương nó cho nên má trong thư từng giờ từng phút mà không biết giờ này nó có nhớ thương má con mình. Từ nhỏ đến giờ chưa có đứa nào rời xa má một ngày. Vậy mà bây giờ Má, con xin má đừng lo buồn nghỉ ngơi. Má hãy cố gắng dưỡng bệnh, lỡ má có bề gì thì con khổ biết bao nhiêu. Vì chẳng còn sống mang nghi cực khổ giao đời.
chẳng thà con bỏ sự nghiệp công danh, chớ rủi một mai má mất đi rồi con biết tìm kiếm má ở nơi đâu. Hai đứa con tuy là anh em một mẹ khác cha, nhưng má rất mừng vì hai đứa con thương nhau như là anh em ruột. Hãy ghi nhớ lời cha con trối trăng trước giờ dinh biệt, đừng vì miếng đỉnh chung mà gây cạnh chuyện với má rồi sẽ ở luôn đây lập nghiệp. Con nói gì? Má có nghe lầm không? Con và cô này đã thương nhau à? Xin bác hãy thương tình, con và anh Long đã thương nhau. Nhưng còn ông chủ, tôi biết chắc là ông chủ chẳng bao giờ thank you.
phải cho phép con được làm dâu làm vợ. Con xin bác đừng xem con như người xa lạ. Đừng để em bác nhạn nam ôm nỗi sầu canh cánh ngày lại ngày quá chờ đợi lá thư về. Má đã tái phát mấy hôm nay. Anh chị ở nhà nghỉ, để em đưa má đến nhà bác Lan điều trị. Anh sẽ đi với em. Không được đâu, má đang giận anh, anh phải ở nhà. Anh có biết tại sao mà má anh không tác hợp cho chúng mình không? Anh không biết gì cả. Sao em linh cảm là chúng mình khó có thể gần nhau được? Ý chết, cha em đến kìa. Làm sao bây giờ đây anh? Kìa, ông ơi, có cô chủ ở trong nhà kìa. Dạ, dạ. Dạ thưa cha, xin cha tha lỗi cho con. Hai đứa bé đây mà để cho tiền muốn chết gì à? Ủa, nhà của ai đây con? Dạ thưa ông chủ, nhà của tôi. À, con gái của cha quá lắm ngàn. À, con có biết là khi con bỏ đi rồi, cha buồn, cha nhớ, cha thương biết bao nhiêu không? Thôi hãy thu xếp mà về, rồi ta sẽ thác hộp cho. Cha nói thật không cha? À, cha có bao giờ mà dối gạt con đâu. Cha chịu thừa tính nết của con gái của cha rồi. Thấy cha cưng chiều quá rồi nhõng nhẽo phải không? Nè, cha cứ tưởng là con có nói mà không dám làm, hậu thủy thăm dọa cha già. Nào ngờ đâu con thật là gian trá, dám dắt cha về nơi chốn quan sơn để cùng xây dựng tương lai sự nghiệp. Cha đã thấy hai đứa thương thật thật nên sẵn sàng tổ chức hôn nhân. Với cha đi con. Anh Long ơi, anh Long. À, dạ, dạ chào ông ạ. À. Cái thằng này hình như là... Dạ, tôi là bạn của anh Long. À, anh Long à, tôi đến đây báo tin là má của tôi đã khỏe rồi. Má. À, anh yên tâm đi, má của tôi không có hề gì hết á. Bây giờ trời đã xế chiều, có thể là đêm nay chúng ta ngủ tại đây. À, đây nè, thôi bây giờ như thế này nha. Sẵn đêm nay, cha có đem theo một thùng rượu Tây. Long à, con có thể vào rừng tìm cho cha một ít thú rừng để đêm nay ta làm tiệc được không? Thưa cha. À, con yên tâm,
cứ để chồng con đi săn thú đi. Đi nhanh lên đi con. Dạ. Để chúng ta còn có thời gian bài tiệc nữa chứ. Dạ dạ dạ. Con sẽ đi ngay. Bà Tô. Dạ. Chuẩn bị tiếp vị hôn phu con gái ta nghe. Nhanh lên mà. Dạ. Con hiểu ý ông chủ. Dạ xin ông chủ và cô chủ ở nhà nghỉ. Tôi xin phép đi chăm sóc mẹ tôi. Đi đi. Như vậy thằng Long sẽ không còn về nữa. Hả? Cha vừa nói gì? Thằng Ba Tô sẽ là đau phụ. Nó sẽ kết thúc cuộc đời thằng khốn kiếp đó. Trời ơi, cha đã giết anh ấy. Anh Long ơi. Đứa con bất hiếu, hãy theo tao ra xe về. Không, Quy Long ơi, cha em đã giết anh rồi. Sai tôi giết mày. Cái gì? Giết tôi à? Đúng. Mày phải chết. Mày phải chết dưới lưỡi dao này. Ba Tô. Dương Lai. Trời ơi, cái nào đánh lại vậy? Anh em đâu? Hãy trói nó lại và đem nộp cho thầy Hương quản. Tâm, em đã cứu mạng anh. Anh đã nhìn thấy âm mưu thâm độc của lão điền chủ Đăng Minh chưa? Em hãy coi như anh đã chết. Hãy trở về chăm sóc cho mẹ. Còn anh đi hỏi tội tên gian ác đó. Anh đã quyết định như vậy à? Anh đã quyết định. Em ở lại. Anh Long. Được người đó hay sao? Thằng Long nó đã chết rồi. Thằng Ba Tô đã giết nó. Không lẽ em vẫn cứ ấp ủ trong tim bóng hình người đã chết? Mùa đông đã về, ngoài trời đang giá lạnh. Có lẽ lòng tôi cũng lạnh tở giá băng. Nuôi chờ ai mà nuôi con bạc đầu? Tôi chờ ai mà lòng sầu rũ rượi? Thanh Châu ơi, có phải chăng anh là một thằng gù si mê tuyệt đối một nàng công chúa hay chăng? Mà sao cứ nhìn Thanh Châu buồn, là anh thấy chung quanh mình không còn sự sống. Ngày Thanh Châu bỏ đi với nhân tình, anh muốn gào to lên, anh muốn gào thét to lên. Vậy mà em vẫn vô tình không thèm hiểu cho anh. Một kẻ si tình vòng
thân tình. Sẽ có ngày em phải cầu khẩn chút lòng thương hại của anh. Giờ anh quay về không một chút liên lưu và đốt tất cả những gì trong kỷ niệm. Xin được nói với em lời ta từ nhìn biết kể từ hôm nay và trọn kiếp trọn đời. Anh Quang, anh hãy hiểu cho em. Trước khi đi về, anh cần cho em biết một sự thật. Cha em thiếu gia đình anh một số tiền rất lớn. Và nếu đám cưới cử hành, gia đình anh sẵn sàng xóa đi số nợ này. Hả? Anh Lê Quang, anh nói thật à? Có phải như vậy không? Sự thật là như vậy đó. Cha. Phải. Từ lâu rồi cha đã giấu con. Sự nghiệp của cha tan tành. Nếu không nhờ bác Lê Hùng giúp đỡ thì giờ đấy cha con mình sống lang thang đầu đường cuối chợ như những kẻ ăn mày. Đây là lời cầu mong con phải giúp cha, con chịu làm vợ của quan, cha sẽ thoát cảnh. Cha gian cầu con hãy giúp cha. Vâng. Giúp cha đi con. Con bằng lòng. Con bằng lòng. Con đừng thay đổi ý kiến nữa nghe con. Bà Lan đâu? Dạ. Bảo Lưu nhỏ mướn thợ sơn sơn lại trong nhà ngoài cổng để ngày mai ta tổ chức đám cưới cho Thanh Châu. Châu Hoàng, ta đi gặp cha cháu để bàn kế hoạch ngày mai. Nhớ nghe con, đừng thay đổi ý kiến nữa nghe con. Đi Châu Hoàng. Dạ. Nè đừng buồn nữa em ạ. Lúc nào anh cũng quý mến em. Như vậy là cô đã bằng lòng làm đám cưới với cậu Quang. Dì ơi, con khổ quá. Con không còn con đường nào khác. Dì có hiểu con không? Tôi hiểu. Và thương cô như là con ruột của mình vậy. Dì Lan ơi, dì ở mãi bên cháu. Đừng bao giờ bỏ cháu nghe dì. Cô Châu ơi, tôi vẫn muốn ở bên cô cho đến ngày tôi nhắm mắt. Tôi đã nguyện hy sinh tất cả những gì tôi có, thì tôi có xa chi chút quãng đời còn sót lại. Tôi luôn cầu nguyện cho đời cô thật nhiều diêm phúc. Còn bao nhiêu nỗi niềm cay đắng những bất hạnh trần ai, xin ai dành trọn cho tôi hứng chiều riêng. Cảm ơn dì. Dì nên đi làm công việc hàng ngày.
để cháu ngồi đây ôn kỷ niệm, tưởng nhớ lần cuối cùng người tình đã mất dạ. Quy Long ơi, ngày mai này nơi đây sẽ cử hành hôn lễ, em sẽ mặc áo cô dâu về làm vợ người ta. Thanh châu này không còn là của anh được nữa. Chôn xuôi vàng, anh có hờn trách em không? Anh hỡi ngày mai em lấy chồng, anh nằm dưới quyệt có buồn không? Có nghe trong gió lời em khóc? Có hiểu giùm em nát cả lòng? Thanh
tìm cách giết tôi. Quỳ lắm, bố anh cũng thương em nữa hay sao mà nói vậy? Nếu anh còn thương em thì xin nghe em nói lời tống tiền đau thương chung liệt kiếp hoa hồng. Em không muốn cùng với quan anh vợ thành chồng, nhưng nghịch cảnh trái ngang đưa em vào ngõ tắt, bên hiếu bên tình em biết liệu sao đây? Tôi thì cứ xem như là anh đã chết, gặp gỡ lần này là lần cuối bên nhau, rồi mai một trên triền đồi heo hút anh thấy nắng quang mồ xinh nhỏ lệ khóc em. Thành Châu, em nói vậy là sao? Em phải ưng thuận anh Quang để trừ số nợ lớn lao mà cha em đã thiếu. Có thể như vậy được sao? Đó là sự thật, em không thể nào làm vợ của anh. Anh đi đi, vĩnh biệt. Thành Châu, anh Long ơi, anh còn tiếc thương lưu luyến làm chi với con người không chung thủy? Người ta đã quăng bỏ tình anh như vật thừa qua khung cửa, thì anh nên góp đi những gì trong mộng tưởng mà trở lại miền quê sống trọn kiếp con người. Em đến bao giờ? Tôi vừa đến cứu anh khỏi rơi vào vực thâm ân tình. Người ta đã giết anh, sao anh không biết hận, lại cầu khẩn con gái của kẻ thù một chút tình họ tự hào là trưởng giả cao sang, sao việc làm của họ không ai cho là độc ác? Mình đã quen rồi với cuộc sống cơ hàng chất phát thì họ lại cho là dốt nát quê mùa. Đừng trách Thanh Châu, cô ấy vô tội, còn với kẻ thù anh sẽ đối mặt. Em đến đây bao giờ? Anh thật vô tình quá. Hai tuần lễ nay anh không về thăm má. Má vẫn khỏe hả em? Má đâu còn đâu mà anh hỏi. Má thế nào? Má ra sao? Hả? Má đã chết rồi. Hả? Má đã chết rồi. Dạ. Má. Má. Anh ơi, chứng bệnh đau tim của má ngày thêm trầm trọng. Má. Cho đến một hôm sức mòn hơi kiệt, biết mình không sống được nên miệng cứ kêu mãi tên anh. Má. Sau đó không về trong phút cuối biệt ly, để má nhìn mặt nó, nhìn lần sau cùng chết mới an tâm. Bảo em phải trao tận tay ông chủ. Cũng nhờ lá thư này mà em xin được vào đây. Giờ đây em không gặp được ông chủ, em xin phép lui ra ngoài. Anh có đi cùng em không? Em cứ về, anh cần phải ở lại đây đối mặt với kẻ thù. Chuyện của anh em không muốn xen vào, nhưng lúc nào cũng có em bên cạnh. Chào anh, chào cô chủ. Anh Long, anh không tha thứ cho cha em được sao? Anh xin lỗi em, anh không thể nào quên được mối thù này. Vậy thì anh hãy đi đi, đi gặp cha em mà thanh toán hận thù.
Tình yêu của chúng ta từ đây đã hết. Em không giận anh đâu, vì chúng mình đều có lý lẽ riêng. Anh đi đi. Chào em. Anh Long. Trời ơi, sao đời tôi khổ như thế này? Tôi phải làm sao đây? Phải, chỉ có cái chết mới vẹn toàn mọi lẽ. Phải rồi, chỉ có cái chết mà thôi. Dừng lại, Thanh Châu con. Con không được quyền quy định quyên sinh. Con hãy nghe đây là sự thật. Mẹ đã giấu kín trong lòng suốt 18 năm trời. Con không phải là con ruột của ông Minh. Dì lớn, dì vừa nói điều gì như sét đánh ngang tai. Ông Minh chỉ là cha nuôi, lão đã nuôi con suốt 18 năm trời. Hãy nghe mẹ kể rõ đuôi đầu. Mẹ đây là mẹ ruột của con. Khốn nạn! Đáng lý tôi phải đập nát đầu bà, vì bà đã không giữ trọn lời hứa. Cha, con không phải là con ruột của cha sao? Đúng, mẹ con là người đàn bà đứng đó đó. Con, mẹ, mẹ hãy tha lỗi cho con. 18 năm nay con gần mẹ mà không hề hay biết, cứ xem mẹ là nước lạ người dân. Con không có lỗi gì cả, tất cả là do hoàn cảnh con ạ. Bà hãy lui vào trong, ta không làm hại Thanh Châu đâu. Dù sao ta cũng nuôi dưỡng nó suốt 18 năm nay. Dạ, chào ông chủ. Mẹ. Thanh Châu, con đừng buồn nữa, đừng nghĩ ngợi chuyện vừa xảy ra. Con cứ xem cha như là cha ruột. Hãy vui lên con, hãy chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa giàu sang, và cha không còn lo sợ bị tù. Nhưng anh Long. Thằng Long mà, cái thằng khốn nạn nó đã chết rồi. Không, tôi không bao giờ chết được, phải đến đây nói rõ với ông một đôi điều. Thằng khốn nạn, tao tưởng đâu đã đưa mày vào khỏi chết. Tôi trở về đây để đòi lại ông món nợ. Tao không cần đưa mày về khỏi âm ty. Gia nhân đâu? Con yêu hắn thì con hãy nhìn đây. Khốn nạn à! Chúng mày bắn lén tao à? Tụi mày giỏi lắm, trói nó lại. Chà. Đưa con gái ta vào trong. Chà. Tụi mày hãy treo cái thằng khốn nạn này lên trước cổng dinh để cảnh cáo ai dám chống lại ông chủ Đông Điền. Dừng tay lại. Mày muốn gì? Muốn trao cho ông một lá huyết thư của một người đàn bà đã chết. Bà ta tên gì? Trần Thị Năm. Trần Thị Năm. Đưa ta xem. Thư đây, ông đọc đi. Chào ông. Kính gửi ông Đăng Minh, tôi là Trần Thị Năm, là mẹ của hai đứa con trai đã đến nhà ông. Khi thư này đến tay ông, có lẽ tôi đã ra ngược thiên cổ. Ngày xưa khi bị ông ruột bỏ đuổi xuống, tôi đã tôn tự sát để hủy bỏ cái bào thai oan nghiệt. Nhưng nhờ một người đàn ông tốt bụng đem về dưỡng nuôi, và tôi đã là vợ của ông ấy. Còn cái bào thai mà tôi định hủy diệt thì nay nó đã lớn khôn,
Nó chính là... Trời ơi, thằng Lâm là con của tôi. Lâm con. Gia nhân, mở trói mau, mau, mau. Ông nói cái gì? Ông gọi ai là con? Nhờ lá thư của mẹ con gửi đến, cha mới biết được con là con ruột của cha. Không, không, tôi không phải là con của ông. Cha tôi không phải là người đàn ông hung dữ như ông. Phải, cha là một người tán tật lương tâm, tạo hình hài mà không nuôi dưỡng. Trời ơi, tôi làm cha mà lại với con. Con hãy mắng chửi cha đi. Rồi đó, con. Thôi ông ơi, xin ông hãy để cho tôi được sống trong mơ với hình ảnh người cha hiền lành nhân hậu. Xin đừng làm quen ngố bức tranh bằng máu mà tôi đã ấp ủ trong tim theo ngày tháng đăng trình. Nghịch cảnh trái ngang làm Chúa xót lòng mình. Xin hãy xem tôi như chiếc lá non cuối mùa rơi rụng, mặt giông bão dập dùi không biết sẽ về đâu. Rồi có chiều nào bên triền núi lạnh lặng nhìn chim bay về tổ ấm của tình thương, hay bên mộ mẹ hiền tôi cô đơn buồn tội thầm gọi tiếng cha ơi mà xa cách muôn trùng. Con không nhìn cha sao? Dù con có dẫn cha đến thế nào, con cũng đến với cha. Con gọi cha một lần thôi, cha có chết cũng vui lòng mà. Con hãy gọi cha đi. Cha, con, cha ơi làm sao con ở đây được? Làm sao con dám nhìn mặt Thanh Châu? Không, Thanh Châu chỉ là con nuôi của ta thôi mà. Cha nói sự thật đúng như lời cha anh vừa nói. Và em chính là con của dì Lan. Thưa ông chủ, có cậu Quan xin vào gặp ông chủ. Mời cậu ấy vào, tất cả hãy vào trong. Mọi việc hãy để ta định liệu nha. Chào bác. Ngồi đi cha. Dạ, cha cháu lo chu toàn hết mọi việc. Ngày mai này đám cưới sẽ ngưng lại. Kìa, sao bác nói? Tôi nói đám cưới ngưng lại vĩnh viễn. Hả? Bác Minh, bác nên nhớ là hiện nay bác còn thiếu cha cháu một số nợ mấy năm rồi không trả được, nên mới dùng đến thân xác của Thanh Châu. Rồi bỗng nhiên bác lại hủy bỏ cuộc hôn nhân, làm xáo trộn mọi dự tính chung quanh. Cháu không thể nào để cho bác được yên đâu. Tôi nói rằng tất cả số nợ bác sẽ trả lại cho gia đình cháu sao, chứ không thể nào gả bán Thanh Châu, chia rẽ cuộc tình duyên của nó với thằng Long. À, thì ra bác nói ngược, để cố tình giật nợ người ta cháu sẽ rời khỏi nơi đây. Bác hãy đón chờ hậu quả xảy ra. Để bác gặp cha cháu và bàn lại việc này. Bác khỏi cần gặp cha cháu vô ích, cháu sẽ đưa việc này ra tòa. Thử có sự nghiệp của bác có còn hay không cho biết. Chào bác. Tao cũng muốn ở tù đây. Ông Minh, ông giết tôi. Trời đất ơi, sao cha làm như vậy? Cha. Các con ơi, bây giờ cha mới rõ, cha đã bị đồng tiền làm tối mắt. Cha đã chà đạp lên nhân nghĩa, không còn chút tình thương nhỏ bé nào. Tội của cha nhiều lắm mà. Tội của cha nhiều lắm. Thôi, cha chúc các con ở lại hạnh phúc. Các con đi đi. Cha. Sao cha làm như vậy? Chỉ có chết mới hủy diệt được. À, dì Lan. Cha. Chăm sóc đám trẻ. Xin biết các con. Cha. 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 Các con ơi, cha con chết đi là trốn chạy tội ác của ông rồi. Còn mẹ con ta muốn tránh được việc ác thì phải sống bằng nhân. Bây giờ là 23 giờ.